Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Chính sách tích tụ tập trung đất đai đã được chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, khi áp dụng thực tiễn thì doanh nghiệp tiếp cận đất đai để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với quy mô lớn lại gặp rất nhiều khó khăn. Chính những bất cập này đang trở thành một trong những lực cản làm cho việc liên kết giữa hàng triệu nông dân cá thể với doanh nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Vậy những khó khăn đó là gì và giải pháp nào để đẩy mạnh việc tích tụ và tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp trên quy mô lớn? Vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích trong chuyên đề tuần này. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Việt Nam có hơn 70% dân số làm nông nghiệp. Với chủ trương phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn và hiện đại, đòi hỏi phải tích tụ, tập trung được quỹ đất phù hợp để tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay cả nước có 10 triệu hộ nông dân với 70 triệu mảnh đất nông nghiệp. Diện tích bình quân hộ nông nghiệp chỉ đạt khoảng 0,46 ha, trung bình được chia thành 2,83 mảnh với quy mô đất đai tập trung nhỏ lẻ manh mún như vậy, rất khó có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao mang lại hàng hóa chất lượng. Chính sách tích tụ tập trung đất đai đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Luật đất đai năm 2013 ban hành đã có nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh những mặt đạt được, thực tế quá trình tích tụ tập trung đất đai còn diễn ra chậm, vướng mắc do chưa thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, do quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan còn bất cập. Đặc biệt, điều kiện để doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án quy mô lớn trong nông nghiệp còn rất phức tạp, chưa có quy định trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thuê lại hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của nông dân, nên việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn còn gặp nhiều trắc trở. Chính phủ đã đặt ra yêu cầu cấp bách của việc tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn hiện đại, đánh giá thực trạng tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp hiện nay. Thưa quý vị, trước những khó khăn bất cập của luật đất đai năm 2013 về điều kiện để doanh nghiệp được giao đất, được thuê đất, thực hiện dự án quy mô lớn trong nông nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp bách của thực tế phát triển sản xuất, trong khi chờ đợi việc sửa đổi luật đất đai năm 2013, một số địa phương đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai. Đặc biệt vừa qua, tỉnh Hà Nam là một địa phương đã thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương thuê đất của người dân, sau đó giao lại cho doanh nghiệp. Và đến nay, dự án đã có những bước đầu thành công. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Xã Nhân Khang là một trong 4 địa điểm được tỉnh Hà Nam quy hoạch để làm nông nghiệp công nghệ cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã xác định đây là vùng cần tích tụ đất đai để thực hiện mục tiêu trên, với thời hạn cho thuê là 20 năm. Năm 2014, thực hiện theo chủ trương tích tụ đất đai của tỉnh, xã cũng đã đứng ra vận động tuyên truyền người dân có đất cho doanh nghiệp trực tiếp thuê. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, mô hình này đã không đem lại hiệu quả như mong muốn. Ở đây thì trước thì chúng tôi cũng đứng ra thuê làm việc cùng với doanh nghiệp, nhưng mà cái ký thuê hợp đồng thuê đất là giữa doanh nghiệp, người dân và chính quyền xã. Đấy là cũng, nhưng cái việc cái khó khăn của doanh nghiệp là lúc đó là khi thanh toán sản phẩm là một năm hai lần, mà thường thường doanh nghiệp là chậm, cho nên thì chúng tôi là phải là điện rồi là phải có công văn đồn đốc thì đối với công ty An Phương mới thanh toán. Không, đến thời điểm rồi người dân là cứ bán lấy chính quyền thôi, đến là sao, tại sao đến thời điểm này chưa thanh toán tiền, mà cũng rất tốn nhiều thời gian vì thực sự là cái lượng tiền không nhiều và cái thời gian của chính quyền lại phải đi làm cái việc lại cái việc của doanh nghiệp. Đấy, thực sự là cũng cái khó khăn trong vấn đề đó, cho nên là tự doanh nghiệp mà đứng ra thanh toán thì cũng không thể thanh toán được. Theo luật đất đai năm 2013, doanh nghiệp muốn có đất đai lớn thì phải đàm phán với tất cả các hộ dân có đất thuộc khu vực đó. Đây chính là lý do cản trở doanh nghiệp nông nghiệp tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị trong sản xuất. Trước những vướng mắc này, theo báo cáo số 10 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã bàn chủ trương tích tụ ruộng đất để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành kết luận chỉ đạo việc tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê để đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, chính quyền đứng ra thuê đất của dân rồi lại giao lại cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất cho người dân. Người dân thì cũng cho rằng là nhà nước đứng lên ký, tức là huyện xã đứng lên ký hợp đồng đối với người dân thì nó có đảm bảo cho người dân yên tâm hơn trong cái quá trình là cho thuê tích tụ ruộng đất, dẫn đến là trên cơ sở cái chủ trương của tỉnh
Thế và huyện cũng đã xin ý kiến các sở ngành của tỉnh về các cái mẫu hợp đồng, và trên cơ sở đó thì người dân cũng đồng thuận là huyện và xã đứng lên là thực hiện tích tụ ruộng đất đối với các hộ dân và bàn giao mặt bằng sạch cho tỉnh để tỉnh ký hợp đồng, để giao cho Sở Tài nguyên Môi trường là ký hợp đồng với các doanh nghiệp cho thuê đất để xuất nông nghiệp. Vì xuất phát ở cái tư tưởng của người dân ấy là người ta sợ mất đất. Tại sao mà lại đưa ra chính quyền xã, từ trước xã mới doanh nghiệp, thế sau đó lại xã với huyện, thì cái tư tưởng người ta lo mất đất. Mất đất thì là thôi, chỉ có chính quyền xã và chính quyền huyện là người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sử dụng thì nó mới an tâm được. Chứ còn khi doanh nghiệp mà cho thuê sang lại, người theo luật doanh nghiệp thì người cho thuê lại hoặc là chuyển nhượng lại thì là người ta sợ mất đất. Đấy là cái lý do tại sao là chính là người ta phải đến nhờ chính quyền là cho thuê đất ở vấn đề đó. Thực tế sau hơn một năm triển khai thí điểm mô hình này trên địa bàn đã bước đầu thu được kết quả. Doanh nghiệp có đất triển khai sản xuất với quy mô lớn, áp dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Người nông dân là chủ các thửa đất đã được nhận vào các dự án này làm công nhân. Hiện nay tổng cái quy mô về diện tích của công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam chúng tôi là 22 ha. Và với cái quy mô diện tích này thì nó với thuận lợi cho chúng tôi có cái điều kiện mà áp dụng các cái kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Công ty lấy thu hồi đất của thuê đất chúng tôi là chúng tôi làm đây cho đến bây giờ. Thì nói chung là công ty về đây thì chúng tôi được cái lợi hơn, ví dụ như công ty đã làm nhà lồng nhà màng, nắng mưa nó không ảnh hưởng đến những cái cây cối, kinh tế phát triển tốt hơn. Mức lương hiện tại bây giờ với những cái lúc mà mình chưa cho công ty thuê đất thì là mức lương hiện tại bây giờ ổn định hơn là lúc mình làm của nhà mình, là vì mức lương ở đây bình thường là từ 5 đến 6 triệu một tháng. Thì nếu như mình làm ngô mà nó theo thời tiết nó rủi ro thì cũng có khi thì mình được ăn mà cũng có khi thì mình có thể là mất trắng. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần đảm bảo tốt môi trường. Do trước đây sản xuất còn tự do, nhỏ lẻ, manh mún nên người dân phun thuốc trừ sâu rất bừa bãi. Rơm rạ ngô thu hoạch xong để lại cây tại ruộng để đốt dẫn đến ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước. Vâng, Hà Nam là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương thuê đất của người dân, sau đó giao lại cho doanh nghiệp. Mặc dù thành công bước đầu của dự án đến nay là tích cực, tuy nhiên mô hình thí điểm này cũng còn không ít băn khoăn. Vì trong quy định của luật đất đai năm 2013 chưa có quy định cụ thể về mô hình chính quyền đứng ra thuê đất của người dân cho doanh nghiệp thuê lại. Với việc chưa được luật hóa thì mô hình này cũng đang gặp phải nhiều vướng mắc. Đây là mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất được chính quyền các cấp của tỉnh Hà Nam soạn thảo áp dụng cho huyện Lý Nhân. Nội dung của hợp đồng này nêu rõ, người dân có đất sẽ cho Ủy ban Nhân dân huyện thuê lại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã sẽ thay mặt huyện và là người trực tiếp ký kết với nông dân. Thời hạn của hợp đồng là 20 năm và mức giá cho thuê sẽ được thỏa thuận với nông dân và được tính tương đương với hoa lợi mà người dân thu được trong một năm sản xuất rồi quy ra tiền. Người nông dân sẽ được thanh toán một lần cho suốt 20 năm hoặc người dân có thể chọn thanh toán 5 năm, 10 năm tùy theo yêu cầu. Tuy nhiên, địa phương này cho biết khó khăn cũng không ít bởi theo luật đất đai năm 2013 không hề đề cập đến quy định Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã thuê đất của dân để tích tụ ruộng đất, nhưng do đòi hỏi của thực tế, địa phương đã phải xé rào để thí điểm thực hiện. Thì trong cái quá trình triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất thì đây cũng là những cái điểm mới với cái cách làm của Hà Nam, nó là cái điểm mới mà trong luật đất đai thì cũng chưa thấy cái quy định, thế và cũng không có cái điểm nào là cấm không được làm. Chương tích tụ ruộng đất là một chủ trương mới mà trong luật đất đai thì cũng chưa có quy định cũng như chưa có cái hướng dẫn cụ thể. Thế thì để cho doanh nghiệp cũng yên tâm cũng như là người dân yên tâm trong cái việc là tích tụ ruộng đất. Nếu như để tích tụ ruộng đất được với cái diện tích lớn thì doanh nghiệp cũng phải làm việc rất là nhiều với các hộ dân. Và ngược lại thì người dân cũng có những cái là đề nghị là được các cơ quan nhà nước, trong đó có huyện xã ký hợp đồng thì nó đảm bảo và yên tâm hơn. Để gom được 21,6 hectare đất cho doanh nghiệp này áp dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp đã phải vận động, đàm phán việc thuê đất với tổng cộng 311 hộ nông dân ở địa phương. Trong số 311 hộ này, có 6 hộ không đồng ý cho thuê. Khi đó, chính quyền phải thực hiện thêm một thao tác rất khó khăn, phức tạp là dồn đổi ruộng đất của những hộ không đồng ý cho thuê tập trung về một nơi, dồn đổi ruộng đất của những hộ không đồng ý về một nơi, sau đó mới có mặt bằng bàn giao cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã vận động được là cho 305 hộ là thuê đất.
Thì trong tổng số ở những cái hộ này thì có 311 hộ, nhưng 6 hộ là không nhất trí cho thuê đất. Thì chúng tôi đã vận động để dịch chuyển ra ngoài cái vị trí ngoài vùng để cho dân nghiệp thuê. Đây là vì có những hộ có nhiều người ta có nhu cầu thì mình vẫn vận động ra đây, chứ chủ trương là vận động tuyên truyền chứ không ép buộc. Đấy, cho nên nhân dân cũng đồng tình ủng hộ. Xét trên góc độ pháp lý, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hay hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất đều là các hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân lại hoạt động theo luật tổ chức chính quyền địa phương, do vậy không có chức năng làm kinh tế. Việc Ủy ban Nhân dân tại một số địa phương đứng ra thuê đất của người dân hay nhận ủy quyền của người dân, sau đó cho doanh nghiệp thuê lại đất là điều không đúng với các quy định của pháp luật. Bởi vì ở đây hợp đồng thuê đất mà để phát sinh lợi nhuận hoặc là trong quá trình cho thuê lại chẳng hạn, thì rõ ràng nó phát sinh quyền lợi kinh tế. Thế thì ở đây các cấp chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban Nhân dân xã cũng như Ủy ban Nhân dân huyện, là không có chức năng làm kinh tế, chỉ có chức năng quản lý thôi. Thế thì rõ ràng là nó xảy ra rủi ro. Ở đây câu chuyện là chính quyền đứng thuê xong lại cho doanh nghiệp thuê lại. Doanh nghiệp thuê lại thì hoàn toàn doanh nghiệp có thể phá sản, mà phá sản thì họ giả lại cho chính quyền. Vậy lúc này chính quyền sẽ lại rất mệt. Khi nói là giả lại cho dân thì dễ, nhưng hoàn toàn không dễ. Vì chính quyền còn rất nhiều việc của chính quyền, chứ không phải đi tham gia vào những hợp đồng thuê mang nặng cái tính kinh tế và dân sự như thế này. Vậy lúc này có hay không việc sử dụng các mệnh lệnh hành chính trong một mối quan hệ dân sự hay hợp đồng kinh tế với nhau giữa người dân và chính quyền? Chính quyền đang làm sai trách nhiệm hết rồi, sai vai trò rồi. Ngoài ra vẫn còn nhiều trăn trở khác như việc hoàn trả lại mặt bằng cho người dân như thế nào sau khi hết hợp đồng. Cùng với đó là hiện tại số công nhân là những người cho doanh nghiệp thuê đất chưa nhiều. Vậy làm thế nào để đảm bảo được đời sống của những người nông dân cho thuê đất cũng là một bài toán cần có lời giải. Hiện nay mô hình chính quyền địa phương đứng ra thuê đất nông nghiệp của người dân, sau đó giao lại cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao dần xuất hiện ở một số địa phương. Tuy nhiên đây chỉ là mô hình mang tính thí điểm. Để có thể nhân rộng ra nhiều địa phương thì các quy định của pháp luật cần phải bắt kịp xu hướng này để hạn chế những rủi ro không đáng có khi tích tụ ruộng đất. Đặc biệt, việc sửa đổi luật đất đai năm 2013 cần có quy định cụ thể hơn, chặt chẽ hơn để hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo cho cái thuận lợi cho cái tích tụ đất đai của tỉnh Hà Nam, thì chúng tôi cũng đề nghị với Quốc hội là cho phép là chỉnh sửa, là mở rộng lên các đối tượng được thuê đất của dân, để trong đó thì có các cơ quan chính quyền nhà nước thì được phép ký kết cái hợp đồng thuê cái quyền sử dụng đất của người dân, thế và đồng thời là cũng được phép là cho ký kết cho thuê lại, cho doanh nghiệp thuê lại cái quyền sử dụng đất mà đã thuê được của người dân. Trong luật đất đai nếu chưa sửa đổi thì cũng đề nghị là theo cái hướng là cho huyện xã đứng lên ký hợp đồng với người dân. Trên cơ sở đó thì bàn giao mặt bằng sạch để cho Sở Tài nguyên Môi trường ký đối với các doanh nghiệp cho thuê đất. Có lẽ là đề xuất là nên mở rộng các cái hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp và người dân trong cái quá trình mà tích tụ đất và sản xuất quy mô lớn này. Có thể là chúng ta bằng một cách nào đấy để đảm bảo một cái quỹ diện đất, một cái diện tích đất tối thiểu để doanh nghiệp có thể chủ động sản xuất và chủ động để có thể là có cái nguyên liệu, có cái đầu ra sản phẩm để có thể là chế biến, để có thể xây dựng đủ để xây dựng chế biến. Nhưng mà sau đó thì doanh nghiệp nếu muốn mở rộng ra thì phải liên kết với các hộ dân. Các hộ dân có thể đóng góp đất đai vào nó giống như một cái những cái cổ phần, họ trở thành cái cổ đông. Nếu đẩy cao cái quá trình sản xuất nông nghiệp về tích tụ ruộng đất và sản xuất nông nghiệp lớn thì bắt buộc là phải sửa đổi luật đất đai liên quan đến những cái câu chuyện này. Chúng ta có thể bổ sung các cái chủ thể về kinh tế nông nghiệp vào trong luật đất đai. Câu chuyện xây dựng và sửa đổi luật đất đai lần tới đây, tôi cho rằng cần nắm một cái cách làm luật khác đi, chứ không phải như cách chúng ta bao lâu nay vẫn đang làm. Quy trình chúng ta có, nhưng tôi e rằng đó chỉ là một quy trình trên văn bản. Còn trên thực tế thì đều đang được thực hiện một cách rất hình thức. Nếu không muốn nói, hầu như đang bị triệt tiêu hết toàn bộ cái quy trình này. Tiếp tục về đề tài về sửa đổi luật đất đai năm 2013, trong số sau chúng tôi sẽ phân tích những bất cập trong việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Đến đây, chương trình xây dựng và bất động sản tuần này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.